Dương chuẩn chiết ấy sinh chiết ấy bò sầm bò dương này sợ hay năng đôi ta cặp pu hay dụ cặp lỗ anh chẳng á cha chẳng nhầm sông to vậy anh ấy đã mà chốt mòn ok à lấy dương mờ cái xua ro cặp pu cha what is your height cha hai hai năng cứ cặp pu hay cha rồi rồi bài khóa tiếp coi anh vậy ta how tall are you tall tall nó miễn là cặp pu short tiệp cha chúng các sầm nốt đôi khi này ta đại lắm kì số bài xem vậy how much is your height chàng chắc what is your height how tall are you how much is your weight cứ thay sầm nốt đôi khi này mình thay ta dương cầm bùa phần mát chả chắc bởi cái số cầm bùa phần mát là sao nó sọc à thằng đấy cứ cái miền pra khná đấy chả unit bò vía dương hai đặc khná nó cái pra chỉ fit ở nắng khát bờ vải, cha, hai nắng in, hai nắng bờ sân chia cà lô với sông tô cà lô, khát tùng ngôn, anh ấy bờ vải, ai ya ta sẽ khâu sông tô, anh ấy tùng ngôn, khát tùng ngôn nè, cha, khát tùng ngôn, chẳng dương chải tới thang 5 feet 4 inches, đại xa anh ấy cứ chia vậy tới cứ chia cục bùa bao nhóm cha 5 feet 4 inches cha nhưng ở nhậm đại cha đời xa plural chúng các có khai là 5 feet nhưng ở miền ấy chơi được gọi 1 inch là về cha pì pì làm tới cái hai thằng inches cha nên chẳng five feet 4 inches cha hay cái số một pì tùng ngốn bao nhiêu what is your weight cha weight nó tùng ngốn cha lúc đó cái số thằng how much do you weigh? Thà này anh miền tụm ngôn phần màn dương chơi đời chỉ phào nó cha nó sọc nó cứ cái pra khnát khnát tụm ngôn chỉ phào cha 130 pounds cha that's tụm ngôn nó bỏ nhau cha là score mình tan bằng ổn ok anh chăng cái xua nó hay cái ai xua thà ông bị phne dương á cha what is color of your hair your eyes what is color of your hair cha chẳng chúng ta phnai pô ai ta sọ pô ai cha chứ tôi tới là gì dương cứ miên ta black rồi cứ brown này cha tam bắt bởi tam nhóm lên vì nẹ khác cứ tha bây giờ ta thua ID tam bắt phnai còn black rồi ta bấm pin application form nó cứ tha chế ta cú brown nó bị chọc brown tôi lấy cọ brown chẳng tới chứ tôi tới dương p nẹ đại từ thơ sơn ông ai cái xa châu sinh chiết nó cứ còn đã tạm ai đi ta ai đi mấy cái còn đã anh chàng ai cha anh chàng châu bà sân gì cạn này đi tha nẹt khá đôi quạt mà ru nơi du mỏm quạt ở đạp bịa châu sinh chiết chẳng quạt trắng hay cha cả cả vì muốn được có cả từ thứ ai đi sọc mày đọc bài khối mà đọc cho năm phèm đọc cho năm phải cho năm ủi thì hồi chẳng tốt xẹp tôi sọc quạt ngày tôi sống phía nó dương dụ dương về với dương age develop á cha chẳng biết tới chị scale biết tới chị ấy chẳng á chả chẳng dương ai chơi prap ở vậy tam ca bật từ kế chẳng cứ bật cái xua tha what color of your hair ở lại cái dương gray dương tới chơi black mày cắt chẳng biết up make sense thì chả biết thời buổi buổi miền dương update vậy tới anh chẳng bởi dương trong phải dual officer dương ai prap quạt tới tha on my ID was black chẳng ca nhóm thọt hụt thư ID nâng nâng ID bao dưỡng kia đạo black men ta lỡ nè sọc ngay nè à lỡ nó bị grey cha nhóm có skull đá à lỡ bị grey anh chẳng tớ à lỡ nó em old cha nhóm cha hai cha nhóm phép quạt tí tớ hay dưỡng cùng 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 đi tha pay rưu gồ dạng mà chắc nó bị khắc officer kia đăng cho bác nàng mẹn đăng tha mấy nước mai sợ tới về grey chắc tới về grey chắc còn đăng và ta bị khá tới office còn challenge dương in term of like a response cho mỗi nâng xung nụ bỏ qua đó pro thom lá những đăng cái can là pro cho xin chứ cứ miền này thật cái test
សមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងតែយើង understand អត់ ពេលខ្លះទេយើង អត់យល់ គេទៅសួរថា ចង់ ឲ្យ ខ្ញុំ ពណ៌ អី what color my third បើយើងគិតថា what the, why the question is not related to N400 ហ្នឹងឯងមកសួរ មកពីពេលខ្លះ ពេលគេសួរយើង តាក់ទងនឹង សំណួរ នៅក្នុង N400 យើង អត់យល់ អញ្ចឹង គេ ចង់ដឹង គេទៅសួរ ឲ្យ ផ្សេង ពេលខ្លះ obviously គាត់ធួរថា what color of the sky what color of the wall ចា អាហ្នឹង គាត់ ចេះ ដេញ សួរ យើង ទៅ ចា អញ្ចឹង sống khăn dương tư chắc bình vô hạt phò từ kia là bị đặt cái cho dương xua ấy mùi cha chắc đôi cạn này sợ chăng ông mà thay sẽ bị dương sai không mai tiệt phù là sai cái là sao viên nó không ai đi dương cái đặt không mai sẽ được con xua you say your hair is black but I saw you gray or white so what happened chẳng có gì thế có trong challenge dương ở dương giấy phía sang để respond đó cha và là đặt class tiết con ở đây tham đậm bay chiếc viên bị ca đài xua nôm anh chẳng quạt không bằng hột từ liệp sọ chà liệp sọ đôi không ai quỳnh bật tay quay bao nhiêu viên bộ bạc bằng đài nó chà anh chẳng ở dương tây tầm biên cái hai thà ca phần dù mỗi từ tam ca bất biết chỉ ca là ở bao dương chà ok anh chẳng nhau mở review màu vinh tầng ở môn này dương bài kia chà what is your height how tall are you how much is your weight chà tặng bay sầm nổ nó cứ tha cái sùa rô ở cổng bù ná cứ cái sùa rô cổng bù bò dường chà à pi cái đầm đấy what is your weight how much do you weigh chà cái sùa rô tùng ngôn chà tùng ngôn bò dường chà chắc là cái đầm đấy cái sùa ở pi bò phnet what is color of your eyes what the color of your hair chẳng nhưng sai tới bực what color your eye black bởi dương brown có brown nên vậy tới dương make sure your answer tam ID lực lên từ sọ cha sọ vì ai prep pro chúng ta dương liệp chúng ta ấy chẳng á nè cha chúng ta này khác cầm nát con côn cắt côn ấy chẳng tới cha on my ID was black nên lựa ID nhóm việc không ai tê now là lớn nữa sọ ngay nè gray của ấy nhóm cha old cha chẳng chúng ta bắt tay hay chụp này ở các loại ở con trai xem nào cả tạm nào cha chụp đẹp đi.